Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta đang tiến vào trung tâm điểm của mùa chay. Lời Chúa Chúa Nhật thứ ba mùa chay mang trọng tâm là nước hằng sống, mời gọi chúng ta biến đức tin, biến việc sống đạo của mỗi người thành một cuộc gặp gỡ Đức Kitô là nguồn nước ban sự sống. Thánh lễ hôm nay cũng là một cơ hội để chúng ta tiến đến gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô, Đấng đang hiện diện trong thánh lễ này để ban nước trường sinh cho chúng ta. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với nhóm lòng thương xót cầu cho các linh hồn, nhóm kinh mân côi cầu bình an cho các linh hồn, nhóm bạn trường chân lý cầu xin ơn bình an và cầu cho linh hồn Giuse và Maria. Hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa cầu xin ơn bình an cầu cho các linh hồn gia tiên, linh hồn Giuse mới qua đời, linh hồn Gioan, Đa Minh Maria, Dominico Maria, Marcelino, Đa Minh, Giuse, Maria, lễ dỗ linh hồn Phêrô, dỗ 2 năm và 48 năm linh hồn Giuse. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin Đức bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rân từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay, hám mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn.
Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môi-se rằng: Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật của chúng tôi phải chết khát như vậy? Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng: Tôi sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá tôi rồi. Chúa liền phán bảo Môi-se: Ngươi hãy tiến lên phía trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới đây ta reo mừng Chúa, tung hô Thiên Chúa đấng cứu độ ta. Hãy ra trước nhàn Chúa dâng lời cảm tạ, tung hô Ngài theo tiếng đàn ca. Hôm nay hãy tới đây ta cúi mình thờ lạy, quỳ gối trước nhàn Chúa đấng tạo thành ta, bởi chính Ngài là Thiên Chúa chúng ta. Còn ta là dân Ngài nuôi dưỡng, là đoàn chiên tay Ngài dẫn đưa. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng. Như ở Meriba, như hôm ở Massa trong hoang địa, nơi cha ông các người đã thử thách ta, họ đã dám thử ta dù đã chứng kiến việc ta làm. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa,
Chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa, nhưng trông cậy không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là đấng đã được ban cho chúng ta ngay khi chúng ta còn yếu hèn. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân thì theo kỳ hẹn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cóp đã cho Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước." Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria, vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria." Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này, cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa." Chúa Giêsu bảo: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà đã có năm đời chồng, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà. Bà đã nói đúng." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng mà chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý." Người đàn bà thưa: "Tôi biết đấng Messia mà người ta gọi là đấng Kitô sẽ đến, và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây." Vừa lúc đó các môn đệ về tới, các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói chuyện với một người đàn bà, nhưng không ai dám thưa: "Thầy hỏi bà ta điều gì?" hoặc "Tại sao thầy nói chuyện với người đó?" Bấy giờ người đàn bà để vò xuống chạy về thành bảo mọi người rằng
mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Kitô? Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng người, trong khi các môn đệ dục Ngài mà rằng: Xin mời Thầy ăn. Nhưng Ngài đáp: Thầy có của ăn mà các con không biết. Môn đệ hỏi nhau: Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng? Chúa Giê-xu nói: Của ăn của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc của Ngài. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó 2 ngày. Và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà: Giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người, và chúng tôi biết Người thật là Đấng cứu thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Ngày nay, nhà nước Việt Nam đang chú trọng xây dựng nhiều cây cầu lớn và đẹp. Mỗi khi một cây cầu hoàn thành và được đưa vào sử dụng thì đường xá như ngắn lại, đôi bờ sông gần gũi nhau hơn. Đời sống thần linh và đời sống phàm trần cũng như hai bờ sông cách xa vời vợi. Cần có những nhịp cầu nối liền dòng sông thiêng liêng, giúp cho con người đi về gặp gỡ Thiên Chúa. Hôm nay khi mở đầu câu chuyện với người phụ nữ Samaria, Chúa Giê-xu đã bắt những nhịp cầu nối liền hai bờ sông ngăn cách. Ngăn cách giữa người Samaria và người Do Thái. Hai dân tộc này đã thù hằn nhau từ suốt 400 năm. Lý do là vì người Do Thái chủ trương phải về Jerusalem để dâng của lễ trong đền thờ kính Thiên Chúa. Còn người Samaria thì tự hào vì xưa kia tổ phụ Gia-cóp đã lập đền thờ ngay trong đất làng của họ để dâng của lễ, cho nên ngày nay họ cũng xây đền thờ ở Samaria chứ không lên Jerusalem. Vì lý do này mà hai dân tộc thù địch nhau, không bao giờ giao tiếp với nhau. Hôm nay Chúa Giê-xu gặp gỡ người đàn bà Samaria là muốn lập một nhịp cầu xóa đi biên giới ngăn cách chủng tộc, ngăn cách tôn giáo. Lời Ngài chính là nhịp cầu dẫn vào đời sống thần linh. Chúa Giê-xu gặp người phụ nữ bên bờ giếng nước. Người phụ nữ nhìn Đức Giê-xu bằng ánh mắt khinh miệt. Dưới mắt chị, đó chỉ là một người Do Thái nghèo mạt rệp, đang đói, đang khát, mệt mỏi rã rời, chỉ chờ trực xin ăn, chờ trực xin uống. Chị hơi tự kiêu, bởi vì chị nghĩ là chị có tất cả. Chị có giếng nước của tổ tiên Gia-cóp, chị có cả bình múc nước, chị còn có gia đình, chị còn có đền thờ vững chắc xây dựng trên núi Garizim. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã phá tan cái sự an thân giả tạo của chị. Ngài cho chị thấy giếng nước của chị chỉ là phù du, vì giếng nước đó không cho chị nước hằng sống. Ngài cho chị thấy hạnh phúc gia đình mà chị đang có chỉ là hư ảo, vì hạnh phúc đó được xây dựng chỉ trên một mối duyên hờ, vì người đàn ông đang sống với chị không phải là chồng của chị. Rồi Ngài cho chị thấy niềm tin của chị vào đền thờ chỉ là ngụy tín, vì đền thờ chỉ là gạch đá vô hồn, không có Chúa ngự bên trong. Và như vậy, chỉ trong phút chốc, chị trở nên thật nghèo nàn. Trước kia chị tưởng mình có tất cả, nay chị thấy mình trắng tay. Trước kia chị tưởng mình giàu có, nay chị nhận thức rõ mình thật nghèo nàn. Nhưng mà từ đáy vực khốn cùng đó thì một niềm tin đã nhen nhúm, một mạch suối đã trào dâng. Chị chợt tỉnh ngộ, những thứ mà trước kia chị tưởng là thành lũy che chở cuộc đời của chị, hóa ra giờ đây chỉ là những tảng đá ngăn chặn nguồn suối. Niềm tin trào dâng, hạnh phúc trào dâng, chị quên cả múc nước, quên cả bình, bỏ cả giếng nước, cả người chồng hờ, cả ngôi đền thờ trống rỗng.
Lời Chúa như lưỡi gươm sắc bén đã chẻ đôi đời chị. Mảnh đời cũ chị bỏ lại bên bờ giếng, đó là kho tàng của trần gian. Mảnh đời mới được ngụp lặn trong dòng suối đức tin, đó là kho tàng thiên quốc. Lời Chúa là chiếc cầu đã đưa chị vào đời sống thần linh. Chị bỏ lại bên này chiếc cầu bình múc nước, bởi vì bên kia cầu chị đã có mạch nước trường sinh. Chị bỏ lại bên này cầu mối duyên hờ, vì bên kia cầu chị đã gặp được tình yêu đích thực. Chị bỏ lại bên này cầu ngôi đền thờ trống rỗng, vì bên kia cầu chị gặp được đấng mà chị phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Còn chúng ta vẫn còn ở bên này cầu. Những gì người phụ nữ bỏ lại, chúng ta ôm lấy mang về. Chúng ta vẫn còn ôm ấp những giấc mơ trần tục. Của cái dục vọng vẫn là những tảng đá ngăn chặn dòng nước đức tin. Những ngụy tín, những ảo tưởng, những thứ đạo đức hình thức, giả hiệu vẫn còn che chắn không cho chúng ta nhận biết chính mình. Và vì thế chúng ta không bao giờ gặp được Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong mùa chay thánh này, chúng ta xin cho lời Chúa như lưỡi gươm tách bạch trắng đen, để chúng ta dứt lìa tội lỗi của quá khứ, thoát khỏi thói an tâm giả tạo, thói đạo đức hình thức. Xin cho lời Chúa tháo đi những tảng đá trì trệ, để dòng suối tin yêu khai thông, để nước mắt sám hối tuôn trào rửa sạch hồn chúng ta, và để tình yêu bừng nở đem cho chúng ta hạnh phúc chân thật. Để mùa chay này cũng là một nhịp cầu, chúng ta bỏ lại bên này dòng sông cuộc đời tội lỗi cũ của chúng ta, để nhịp cầu lời Chúa sẽ đưa chúng ta đến bên bờ của hạnh phúc. Tôi tin kinh. Anh chị em thân mến, Chúa ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn, đó là ăn chay hám mình, siêng năng cầu nguyện,
và chia cơm xẻ áo cho những anh chị em đói rách bần cùng. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Nước hằng sống Đức Giêsu ban chính là mặc khải, là lời giáo huấn, là thánh thần của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thứ nước quý báu ấy cho mọi thành phần trong hội thánh, để nhờ Chúa thánh thần soi sáng, mọi người biết thành tâm trở về cùng Chúa, để đền bù những tháng ngày bội nghĩa vong ân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã ban cho người Kitô hữu mùa chay thánh để đổi mới đời sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi tín hữu biết chuyên tâm cầu nguyện và làm nhiều việc lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giảm bớt chi tiêu ăn uống để chia cơm xẻ áo cho những anh chị em đói khổ nghèo nàn là ưu tiên số một của người tín hữu trong mùa chay này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết thực thi bác ái, không những trong việc lớn mà đặc biệt còn trong những chuyện nhỏ của đời sống hàng ngày. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sư thần. Xin cho tất cả chúng con biết thờ phượng Chúa cho phải đạo làm con. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Dâng lên Cha thánh thơm với rượu lành, do công lao con người hằng cùng xây. Dâng lên Cha bao khó nguy đời sống, với thâm lòng hằng tha thiết trong mong. Cha quan nhân xin thương nhân của lễ, tuy đơn sơ thành tâm tiến dâng lên trong thương yêu. Cha ban ngàn ân lòng cho muôn dân yên vui bên tình Cha. Xin dâng lên sáng thân như hạt bụi, xin Cha thương cho hồn tràn thương mến. Trên dương gian vui sống tin mừng Cha, biết yêu hòa và luôn bên yêu nhau. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhân. Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm,
và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lời Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, khi người phụ nữ xứ Samaria cho nước uống, người đã ban cho bà đức tin. Vì người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh, nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lời Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự âm nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nhưng Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Hơi người đang
hãy che lên lòng cha. Vì chính ta là thánh soi mang, thánh soi soi hằng sống muôn đời cho mọi người. Ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ còn khát. Cho sẽ được sống vui muôn đời. Này ơi người đang cao thơ, đang cao thơ, hãy dừng gót quay về bên lòng cha. Vì chính ta là thánh soi mang, thánh soi mang, soi hằng sống muôn đời cho mọi người. Tràn hòa nguồn sương sông, đầy chính nước tinh trong, nước rửa vết nhơ tâm hồn. Này ơi người đang cao thơ, đang cao thơ, hãy dừng gót quay về bên lòng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thế vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng con phải